Vừa em thì em xin phép được gửi lời cảm ơn tới toàn thể các anh chị trong ban giám đốc cũng như là các anh chị trong công ty du lịch Sài Gòn Tourist đã tổ chức cho chúng em một cái khóa học tập huấn năm 2016 rất là bổ ích. Và học qua đây thì bọn em có rất là nhiều điều lý thú. Và bên cạnh cái khóa học vừa qua thì chúng em còn có một cái chương trình thực tế, đây chính là chương trình ngày hôm nay. Chúng ta đi từ Hà Nội và trải nghiệm vào trong đến Hà Tĩnh, sau đấy quay lại đến Hà Nội. Và đặc biệt hơn nữa thì em xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị trong ban tập huấn đã đồng hành sát cánh cùng với lại anh em chúng em trong suốt thời gian qua. Và em cũng xin chúc cho quý công ty của chúng ta ngày một phát triển hơn nữa, xứng danh với cái tầm và cái thương hiệu của Sài Gòn Tourist của chúng ta là một trong số những công ty có thương hiệu và quy mô lớn nhất Việt Nam của chúng ta. Và cũng xin chúc đoàn của chúng ta là trong chương trình tập huấn này chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công, và đối với mỗi cá nhân các anh chị chúng ta thì chúng ta sẽ đạt được ít nhất tối thiểu cái mục tiêu, cái phương hướng của chúng ta đề ra trong cái chương trình này. Em xin chúc cả nhà chúng ta sẽ có một chuyến đi thuận lợi và thành công.